15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Hiện tại là do số lượng khán giả đến mọi cùng năm là khá là đông luôn, thì nước uống cũng không đủ luôn. Thì bây giờ bên Hoa Viên thì cử xuống hai chị ha, là giờ chỉ còn cách này mua những cái hùng nước như thế này rồi đổ đá trực tiếp vào để mà chia sẻ cho bà con thì có thể là kịp ha. Mỗi người một ly. Rất là đông nha, hôm nay là biển người đổ về tại mộ của cậu Nam, bây giờ là mộ 11:13. Thật sự là quá khủng khiếp, bây giờ có 1.000 thùng nước thì cũng sẽ hết. Bây giờ chỉ còn một cách thôi, mua nước và đổ đá vô như thế này. Số lượng nước không đủ để mà cung cấp cho bà con. Đúng rồi, vỡ trận thật sự. Ba con heo quay là sáng giờ chưa có cúng được luôn hả chú? Chưa cúng được. Bây giờ là kẹt cúng. Hiện tại thì bà con phải nói là rất là đông nha. Trời ơi, dạ cẩn thận củi lửa là có thiệt. Tại vì trong những thành phần tốt thì sẽ có những cái thành phần cũng không được tốt. Cho nên bà con đến đây viếng thì phải lưu ý cẩn thận về tài sản nha. Hiện tại thì rất là đông bà con cô bác. Thì 15m Bình Dương luôn trực tiếp ghi hình tại mộ của cậu Năm để chia sẻ cho bà con cô bác về cái mức độ đông khủng khiếp như thế nào. Thì hôm nay phải nói là hàng ngàn người đổ về tại mộ của cậu Năm. Hiện tại bây giờ chỉ có đang thiếu nước thôi. Rất là đông bà con cô bác nhưng mà số lượng nước có hạn nha. Hàng trăm lít trà đào của chị Loan thì bây giờ là cũng sắp cạn kiệt rồi. Chị Loan là sáng giờ chỉ gọi là bán nước rồi đó. Như các cô chú các chị thấy ha, đó bộ phận ekip là khoảng 20-30 người mà vẫn không phục vụ được, không phục vụ hết luôn. Ekip thì chia nhau làm việc, một bộ phận là mang đồ cúng lên, một bộ phận là cắt tỉa hoa, một bộ phận là cung cấp nước, một bộ phận là chở nước, rồi dọn dẹp rác đó, và bộ phận an ninh giữ trật tự gồm có các anh bảo vệ Hoa Viên quản lý. Quá đông, tình hình phải nói là càng ngày càng đông. Số lượng xe để bên ngoài thì bây giờ gần như là không còn chỗ để nữa, để dài rất là xa luôn nha. Bây giờ thì 15m sẽ cập nhật ở bên trong mộ của cậu Năm bằng cách là chúng ta sẽ đứng ở bên ngoài đây và quay video vào. Thì chỉ có cách là đứng ở đây và quay được thôi. Đó, đây là cái số lượng người ở bên trong nha, 15m không thể nào mà chen vào được. Hiện tại thì chú tiểu vào đây nhưng mà không thể ra được luôn. Bà con là đang kẹt cứng ở trong đây rồi. Đó, đây là mộ của cậu Năm lúc 11:16. Hôm nay thì em Khang rất là đẹp trai nha. Đó, mọi người xung quanh đây. Còn kia là phía xa. Số lượng nhang thì cũng mang lên cúng rồi mang xuống liên tục để có mấy thắp cho cậu ha. Phải nói hôm nay là một cái ngày vui của cậu. Được bà con ở khắp nơi trong và ngoài nước đến để viếng cậu ha. Thì bây giờ 15m tiếp tục sẽ ra bên ngoài, khu vực phía ngoài để ghi hình cho chia sẻ cho tất cả bà con cô bác. Phải nói rất là đông, đi ngoài đường mặc dù rất là nắng nhưng mà vẫn rất đông đó, như các cô chú các chị thấy. Hôm qua phải nói là đông nghẹt người luôn, nhưng mà hôm nay khoảng 4 đến gấp 5 lần ngày hôm qua. Bà con bây giờ thì tập trung vào những cái hàng cây, những cái bóng mát bên đường. Đó, một cái cảnh tượng chưa từng thấy tại mộ của cậu Năm. Nếu mà các cô chú các chị đã từng đi Châu Đốc Núi Sam thì sẽ thấy bà con đến viếng rất là đông. Và hôm nay tại mộ của cậu Năm thì nó cũng đông y chang như vậy luôn. Đúng là một cái khu du lịch Vũ Linh. Đó, thì cũng có rất là nhiều người rất là thích đặt cái
danh từ này ha, khu du lịch Vũ Linh tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương, rất là đặc biệt. Đông chưa từng thấy. Hôm nay phải nói là hàng ngàn hàng vạn người đổ về, do tình hình quá đông thì cũng không biết là sẽ như thế nào trong những cái khung giờ tới nha. Hiện tại thì gia đình đang gọi là lên để mà cúng cho cậu. Đây là một trong những cái cảnh tượng chưa từng thấy tại mộ của cậu Năm luôn. Bây giờ là 11 giờ 18 phút ngày 12 tháng 6. Anh trai Ráp này chưa về nữa hả anh? Còn đợi của chị Hồng Ngọc. Còn nữa hả? Một phần nữa. Trời ơi. Quá dữ. Chị Hồng Ngọc thì hôm nay mang đến rất là nhiều cái bất ngờ cho cậu Năm. Ở biển người. Dạ. Nên đồng nên tổng hết nhỉ. Hôm nay không thấy cô, hôm nay bảo vệ là túc trực suốt luôn. Đây là cái khu vực phía bên ngoài. Đó. Đồng chưa từng thấy phía bên ngoài đường. Như một cái khu du lịch luôn. Thì 15m sẽ đi ra phía bên ngoài để ghi hình cho tất cả quý cô chú về cái khu vực để xe hơi nha. Hiện tại là vui lòng không đậu xe ô tô. Đó, thì như các cô chú các chị thấy là xe ô tô là để hàng dài ở ngoài đây. Chỉ ở trong đây là chỉ để được xe máy thôi. Đó, thì có anh bảo vệ anh đang túc trực ở đây để chặn những cái dòng xe ô tô nha. Đây là những cái dòng xe ô tô nè. Đó, phía bên ngoài đây. Đây là gọi là không cho ô tô vào luôn. Vậy bây giờ là quá tải rồi. Hoa Viên đã đang quá tải về số lượng khách đến. Đó, xe ô tô để dài bên đây hết. Chưa bao giờ thấy một cái nghệ sĩ mà được khán giả mến mộ đến như vậy. Đó, để dài tứ ở trên kia luôn. Đó, xe ô tô thì để dài bên đây nha. Còn số lượng xe máy thì có thể là chạy vào bên trong. Hiện tại là đang kẹt cúng cho nên số lượng người rất là đông. Phải đợi cúng xong thì mới mang lên đường nữa nha. Mang xuống rồi mang lên. Chứ bây giờ là rất là đông nha. Đó. Như các cô chú các chị thấy thì anh bảo vệ này, nhiệm vụ của anh là chặn những cái xe ô tô lại. Chỉ cho xe máy vào bên trong thôi. Đó, anh bảo vệ vậy nè. Hôm nay thì mộ con Năm là quá tải rồi. Quá là khủng khiếp. Thì đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.